Xin giới thiệu với em, đây là bộ ron của thằng Canon 737 nha. Thì Canon mình nó khác với Innova Tiger đó, nó xài nút áo. Nút áo nó bằng đồng này, thấy không? Còn Innova mình nó xài cái viên bi. Canon nó xài nút áo. Thì anh em mua rồi cứ tháo cái bầu của mình ra đi, coi nó cái kiểu nó ra làm sao. Vì Canon mà mình mua cái bầu Innova mình xài thì nó cũng được, nó xài viên bi nha. Thì mình coi cái bộ ron nó ra sao, mình mua giống vậy. Ron nút áo mình mua nút áo nha, ron đầy đủ luôn nha. Công ty xả cái thoại đèn kia đó, bên ngoài hai lò xo đủ nè, lò xo con nè, thấy không? Đó, con này con nhập về nha. Rồi da bơm của nó là 19 ly nha, xài ống sắt 19 ly. Còn một số anh em đọc kỹ nữa thì cứ mua mua thì cứ đo cho mình cái ống sắt là bao nhiêu ly. Có một số loại là 20 ly cũng có nữa. Anh em mua cứ nói với mình nha. Ống sắt 20 ly mình xài da bơm 20 ly nha. Còn 19 ly là xài da bơm 19 ly. Rồi anh em cần alo số điện thoại cho mình nha.